Hello, em xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay thì nhà vườn em giới thiệu với các bác cây cúc tần Ấn Độ. Cây chuyên để trang trí sân vườn, rồi là ban công các bác trồng neo dàn bờ rào thì cực kỳ là đẹp. Đặc biệt thì là đặc điểm của cây này thì có thể che phủ ánh nắng, đảm bảo các bác là cực kỳ là mát, mà cảnh quan lại cực kỳ là đẹp. Cây thì rất là thích hợp ở khí hậu Việt Nam, miền nào thì cũng có thể trồng được các bác nhé. Các bác trồng sân vườn rồi quán cà phê, các bác trồng neo dàn cho nó rủ xuống thì rất là đẹp đấy ạ. Các bác nhìn đấy, cây thì đặc điểm là xanh tốt quanh năm và rất là ít khi rụng lá đấy. Các bác nhìn này, trang trí vừa đẹp vừa thẩm mỹ này, còn vừa che mát luôn ạ, che nắng luôn.